hội, hoàng tử có tình cờ làm quen được một cô gái. Nàng là một tuyệt sắc gia nhân, nhưng tiếc thay, nàng đã deactivate Facebook. Nếu ai có thể chứng minh được mình là người trong bức hình này, thì người đó sẽ được làm vợ của hoàng tử. Tất cả các clip cover khác, đặc biệt đừng quên là nhấn subscribe để có thể theo dõi tất cả các clip cover mới.